một chiếc máy in dạng có kích thước chỉ bằng một quyển sổ tay. Máy in dạng Tepra, thương hiệu hàng đầu Nhật Bản. Này đã có phiên bản tiếng Việt, giao diện dễ sử dụng, kêu gõ mini và telex quen thuộc, kết hợp cùng băng nhãn chuyên dụng. Thao tác đơn giản. Tùy chỉnh kiểu chữ, cỡ chữ, thêm ký hiệu, biểu tượng, khung hình. Ở trường học, trong văn phòng, nhà máy, bệnh viện, phân loại dụng cụ, hồ sơ, thiết bị. Tại cửa hàng, in ri băng để trang trí, gói quà. Và còn nhiều ứng dụng khác nữa. Hãy cùng khám phá và trải nghiệm. Dễ dàng tạo nhãn đẹp mắt cùng Tepra. Phiên bản Việt dành cho người Việt.